Ngày 16 tháng 9, Thánh Cornelio, Giáo hoàng Tử Đạo. Thánh Cornelio sinh tại Roma, là người có một lối sống trong sạch thuần khiết và khiêm tốn sâu xa, không thể trách cứ được. Sau khi giữ các phận vụ trong giáo hội và được mọi tín hữu thán phục, ngài lên ngôi thánh Phêrô, kế vị đức giáo hoàng Fabiano. Đấng đã chết vì đạo 15 tháng trước trong cuộc bách hại của Decio, nhưng lên ngôi ít lâu, ngài đã phải đương đầu với cuộc ly khai đầy gương mù của một giáo hoàng giả. Novatiano là một linh mục đầy tham vọng, được một linh mục Phi Châu là Novato hậu thuẫn. Họ nổi tiếng về triết học và tài lợi khẩu, đến nỗi có người than phiền vì đã chọn đức Cornelio làm giáo hoàng mà không chọn Novatiano. Hai người nổi loạn đã nỗ lực tuyên truyền và lôi kéo được một số tín hữu và cả một số giám mục. Ba giám mục Italia đã đặt tay tấn phong cho Novatiano làm giám mục. Ông liền viết thư cho nhiều giám mục chống lại đức giáo hoàng Cornelio, trách cứ ngài quá dễ dàng tiếp nhận lại những người đã dâng hương tế thần. Sáng chói trên ngai tòa Phêrô vì các nhân đức của vị tông đồ chân chính, thánh Cornelio đã dùng cả con đường hiền diệu lẫn cứng rắn mà không lôi kéo được hai con người phản bội trở lại đường ngay. Thánh Cipriano sau khi biết rõ việc tuyển chọn hợp pháp của thánh Cornelio, đã trợ lực với ngài hết mình để mang lại sự hợp nhất cho giáo hội. Dù có một vài hiểu lầm, thánh Cornelio và Cipriano liên kết mật thiết với nhau như những người bạn thân thiết. Những sắc lệnh kết án Novat và Novatiano được một công đồng ở Roma chuẩn nhận. Khi Gallo mở lại cuộc bắt đạo, đức Cornelio bị tống giam. Ngài bị đày tới Contum Cella, bây giờ là Civita Vecchia. Trong một lá thư chào mừng, thánh Cipriano viết: chúng ta cầu nguyện cho nhau trong những ngày bách hại này, nâng đỡ nhau bằng tình bác ái. Nếu ai trong chúng ta được Thiên Chúa ban đặc ân cho qua đời trước, chớ gì tình thân hữu vẫn tiếp tục thúc đẩy Chúa vũ tình thương xót anh chị em chúng ta. Quả thật, thánh Cornelio đã chẳng sống lâu. Ngài đã chết trong khi đi đày vào tháng 6 năm 253 và được an táng tại Centum Celoe, và sau này dời về nghĩa trang thánh Callisto. Tình bằng hữu của hai thánh Cornelio và Cipriano vẫn còn sống mãi cho đến ngày nay, và giáo hội kính nhớ các ngài vào cùng một ngày. Trích Theo Vết Chân Người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.